Đây là một giải pháp dành cho anh em khi đi đường xa hoặc là đường dài nha. Nên là ghế zinc của Territory nha. Đó. Anh em ngồi đi rất là kiểu cảm giác không được thoải mái, rất là khó chịu á. Thì bên mình đã có một phương pháp dành cho anh em là làm ngã ghế bên hai cho For Territory. Đó, thì này thì như bạn thấy thì đây là một công tắc nha, công tắc để điều chỉnh lên xuống á. Điều chỉnh bằng điện hoàn toàn luôn. Đó, khi nâng xuống thì mình nhấn công tắc này. Đó. Này là do chỉ có cái trầm ghế á. Anh em tháo giờ ghế zin như thế này và khi mình ngã ghế như thế này á thì mình ngồi nó tạo được cảm giác rất là thoải mái khi anh em đi đường xa đường dài nha. Đó, đó. Đó. Mẹ em ngồi nè, tựa đi xa rất là sướng đó. Phục vụ gia đình chứ trẻ em hoặc là người lớn tuổi á, ngồi phía sau á rất thoải mái. Anh em nào cần tư vấn thì cứ liên hệ qua cái số hotline của bên mình sẽ tư vấn cho các bạn trực tiếp nha. Rồi, xin cảm ơn.